Đi ban đêm mà một mình vậy nè rất là hồi hộp lắm mọi người. Khu vực của mình đang đi á là có rất là nhiều cây dừa như thế này. Ở chỗ mình á thì mấy cây dừa như thế này được trồng cũng rất là nhiều. Ở đây có một cây dừa chết nữa nè mọi người. Không biết sao mà cây dừa nó lại chết rồi. Chói quá, gọi đèn chói quá. Ban đêm mình hay đi khám phá là mình sẽ quay cho mọi người xem như thế này nè. Mình đi tìm mấy cái con vật. Và ban đêm thì tụi nó ra nhiều lắm. Còn ban ngày thì mình hơi hiếm gặp tụi nó. Những con vật vào ban đêm á thì tụi nó sẽ ra ngoài kiếm ăn. Cũng có rất là nhiều loài có độc rất là nguy hiểm. Rồi nhiều lúc á đi vô mấy cái vườn dừa như thế này nè, cũng nguy hiểm lắm luôn á. Tại vì mình cũng đâu có biết trước được điều gì đó sẽ xảy ra đâu. Nhưng do cái tánh của mình hay đi khám phá và tạo video để cho mọi người xem, để tạo ra một cái clip mà đi khám phá ban đêm mà kiếm được mấy con vật á, là mình đi không có khi nào mà dưới 3 tiếng hết trơn á mọi người. Ở đi luồn luồn như mấy trong này rồi tìm, rồi có nhiều khi không gặp nữa. Cũng tùy theo bữa mà mình gặp những con vật nhiều hay ít thôi. Mình cũng không biết mấy con vật nó nằm ở đâu đâu, nên mình phải tìm kiếm trong những cái khu vực này. Ở trong này nhìn tựa như đám rừng, nhưng mà mình sống ở đây mình quen rồi, quen cái đường đi hết rồi. Cái cây này là cái cây mãng cầu gai. Mãng cầu gai nha mọi người. Nó cũng khá là bự rồi nhưng mà không thấy trái nào hết nha. Cây này như chưa có trái đâu. Giờ này mấy con kiến làm tổ hay là đi tha mồi gì, hình như nó muốn dời tổ thì phải. Có con nó đang ngậm mấy con nhộng nữa nè. Theo mình nghĩ thì mấy con kiến này nó đang dời tổ thì hơn. Tại vì mình thấy có nhiều con nó đang ngậm mấy cái con nhộng dời đi. Bỏ qua đàn kiến ở đây, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Mình sẽ dắt mọi người đi tiếp nha. Ở đây là mấy cây dừa nhỏ nhỏ gì không mà nó có trái rồi nè. Cái dừa ấy rồi, cái đó nó tự nhiên nó rớt luôn rồi. Nó chuẩn bị nó ra, bự ra đó mọi người. Mấy trái dừa này là cái bông của nó đậu hết trơn rồi đó. Còn những cái bông mà nó không có đậu á, còn những cái bông mà nó không có đậu á thì nó sẽ bị héo như thế này. Còn những cái trái đậu rồi là nó như thế này nè. Có trái này sao mà nó bị cái gì mình không biết nữa. Tròn quay à. Đây là cái cây xài nha mọi người. Cây xài này cũng chưa có trái luôn. Do mình đi vào những cái chỗ có nhiều cây tùm nên mình rất là cảnh giác và cẩn thận trước những cái con đường mình sắp đi tới. Buổi tối mình đi vô mấy cái chỗ như thế này á là mình phải kỹ từng cái bước chân luôn á. Mình không có dám dạng như đi cạn đâu, đi bừa đâu. Mấy con vật nguy hiểm nó có thể nằm trên cái đường đi của mình bất cứ lúc nào. Kệ đi, kỹ kỹ nhưng mà tốt. Mọi người mà có đi vô đây cũng nên kỹ kỹ những cái chỗ như thế này. Những chỗ như thế này rất thích hợp cho mình đi khám phá, nhưng mà nó cũng có rất nhiều nguy hiểm. Tại vì ở trong này mấy cái cây cỏ này nó mọc cao lắm, cao hơn cái chân của Huy luôn. Những cái cây cỏ nó mọc rất là cao nên cái tầm nhìn của mình nó cũng bị hạn chế một chút xíu. Vì vậy cái ánh đèn của mình phải gọi xuống đất liên tục. Tuyệt đối mình phải cẩn thận và chú ý cái đường đi của mình chuẩn bị đi tới. Sau một hồi đi thì mình cũng đã đi ra được một cái đồng trống. Ở chỗ này thì mình đi ra khúc cái đồng trống rồi. Mình gặp được một con sâu mà mình sợ nhất. Mình sợ nhất là mấy con sâu như thế này nè. Khi mà mình đi á, mình mà đụng trúng nó một cái là nó rất là ngứa luôn. Ở chỗ mình thì gọi là đây là sâu lông. Thấy vậy chứ nó đụng tới đâu là ngứa tới đó nha mọi người. Nên nhớ cẩn thận những cái loài sâu như thế này nha. Ra đây thì mình hết sợ rồi. Giờ giống như nó thoải mái hơn, trống hơn chút xíu. Ra ngoài đồng trống như thế này thì sự hồi hộp của mình nó giảm đi rất là nhiều. Xa xa tích đằng kia là nhà của người ta không đó mọi người. Nguyên cánh đồng vậy đó. Bên này mình thấy có cái chòi nữa nè. Bây giờ thì mình lại phát hiện thêm một cái chòi. Mọi người thấy cái chòi không? Mình lại đây xem thử coi nó như thế nào nha. Gặp được một cái chòi như thế này mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà mình cũng vẫn muốn đi xem.
Đặc biệt cái chòi này nó không có cánh cửa để đi vào. Sao mình không thấy cánh cửa nào vô rồi vậy ta? Để coi thử coi. Wow, trong này cũng im quá nè. Nhưng mà sao không có cánh cửa vô ta? Này con đang chui vô vào trong này. Chắc vậy rồi quá. Có chai nước nữa nè. Không có gì ở trong này á mọi người. Chỉ có một cái chiếc chiếu thôi. Để mình vòng qua bên đây coi. Phía bên đây có cái cánh cửa không? Cái này là cái mái của cái chòi nè mọi người. Không biết ở bên đây có cái cánh cửa để đi vô hay không nữa. Ủa sao bên đây không có cánh cửa luôn? Cái chòi này vô bằng đường nào ta? Ở đây cũng đâu có cánh cửa nào đâu để vô. Thôi đi khám phá tiếp thôi. Ở đây nãy mới thấy một con dế. Nó thấy mình lại nó bỏ chạy trốn mất tiêu luôn. Đây nè mọi người, ở đây có một con dế nè mọi người. Rồi, nó thấy mình nó bỏ chạy trốn vô cái hang này rồi. Đây mình sẽ đi nhẹ nhẹ lại. Cái con dế này ban đêm nó làm như nó muốn ngủ hay sao á. Đây, ở đây có một con dế nè. Rồi chạy qua đây này nè mọi người. Ôi, chạy vô đám cỏ luôn rồi. Đang đi thì mình gặp được con rắn rồi nè mọi người. Con rắn này không biết là rắn gì nữa, mà nó có cái màu đen với lại nó có nhiều cái sọc, hai bên sọc trắng. Nó đang muốn chui xuống cái bụi cỏ. Mà đặc biệt nhất ở dưới cái đuôi này mình thấy nè, nó có cái màu vàng với nó màu cam chứ. Cái này cái màu cam. Cái đuôi này nó có cái màu cam nữa nè. Mà sao cái đuôi này nó cục ngủng hả mọi người? Con rắn này nó không giống như mấy con rắn bình thường. Nó chui vô cái đám cỏ này luôn rồi. Để mình dẹt nó ra coi thử. Nè, quá trời con rắn luôn mọi người. Con rắn này cũng khá là bự á nha, chứ không phải là rắn nhỏ đâu. Bây giờ nằm ở trong này sao mà thấy cận cảnh được đây. Để mình kiếm cách mình khiều nó ra mới được. Mình tính lấy tay khiều mấy cọng cỏ này ra mà thôi. Sao mình thấy mình sợ quá, mình ngán quá. Mọi người đừng nên để tay gần mấy con rắn như thế này nha. Mình cũng chưa chắc là nó có độc hay là không có độc đâu. Thôi nên tránh xa nó là tốt nhất. Ý, con rắn này nó chui xuống đất được luôn mọi người ơi. Rồi, nó chui xuống cái kẽ nứt này nè. Đất, tại đất lúc này nó khô quá mọi người, là nó sẽ có những cái vết nứt như thế này nè. Vậy mà cũng chui xuống đây được nữa ha. Con rắn này nó hay thiệt chứ. Rồi nó càng ngày nó càng chui xuống luôn rồi. Nguyên cái thân của nó đang nằm ở dưới đất hết trơn luôn rồi mọi người ơi. Mất tiêu luôn rồi. Hay thiệt chứ. Vậy mà cũng chui xuống được nữa.